Rồi nha anh em, thì tiếp theo phần 2 của video chuyên xe cũ giá rẻ của em thì tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng á, thì em cũng sẽ cập nhật lại những cái dòng xe tại cửa hàng thôi, nhưng mà trong này nó cũng có mấy con mới về á, nên là em sẽ cập nhật cho anh em mình tham khảo luôn. Đầu tiên là con Wenfa này mọi người ạ. Wenfa nha, anh em tham khảo Wenfa này 10.500. Wenfa 10.500 nhé. Wenfa này 10.500 này. Móc vẫn còn rất là chắc anh em ạ. 10.500. Chắc thịt nè. Êm lắm. Độ vẫn còn êm lắm, máy rất là trong nha. Xe rất là trong, máy rất là nghe rất là trong nha. Không có bị méo tiếng, không có bị sệt sệt méo tiếng hết đó. Rất là trong luôn á. Đấy Wenfa. Rồi tiếp theo nữa là Wenfa nữa nè anh em nè. Con này thì có vỉ nè. Wenfa này đời cao hơn nè. Con này thì có vỉ nè. Thẳng rất là bóp, rất là êm luôn anh em ạ. Bựng biết đầy đủ hết nha. Con này tháo ra thôi, bựng biết đầy đủ hết. Con này thì báo giá luôn cho anh em là 11.500 nha. Wenfa 11.500. Xe rất là đẹp luôn này. Chóa đèn rất là sáng anh em nhé. Chóa đèn rất là sáng luôn. Thì nói chung là để em bật cái đèn LED lên em so lên chi tiết. Hãy bật cái đèn LED lên cho nó sáng hơn xíu nhé. RX này em ơi, RX này 10 triệu anh em này. Con màu đen này 10 triệu nha. Con màu xanh ở trong này thì con màu đen á thì 10 triệu, con màu xanh trong này thì 11 triệu này. Đây. Một cặp rồi bánh mâm thắng đĩa hết nha anh em. Tất cả là đều là bánh mâm thắng đĩa hết á, ngoại hình rất là cứng. Con này thì bô nó cũng rất là giòn nha anh em nhé. Để mấy con này rất là giòn. Giòn lắm, đặc trưng giòn lắm. Chỉ có cái mấy cái đời RX về sau này thì cái bô nó thành bô êm luôn rồi, không có giòn đặc trưng thôi, chứ còn mấy đời cũ này RX110 đời cũ này thì cái đời này hoặc cái đời quay siêu nhân kia nữa nó giòn vô kể nha anh em, nghe rất là đã tai luôn á. Đấy con màu xanh này, con màu xanh này 11 triệu này, con màu đen này thì 10 triệu đấy, nên anh em cân nhắc tham khảo. Rồi tiếp theo nữa này, con quay S này anh em này, quay S này 10.500 nha. Thì mấy cái mẫu quay S này, quay đời cao này anh em này, để anh em nhìn để ý những cái mẫu này này, cái bựng này của nó này, con này đời cao nha, con này thuộc dạng thì bàn đời cao đấy anh em. Còn cái đời đầu của nó thì nó lại bo tròn cơ, kiểu nó bo tròn nó khác cơ. Quay S nha, quay S 110. Xe thì bánh căm nhá, con này đời 2012 anh em nhá, bánh căm đời 2012. Rồi còn con Wenfa này thì đời 2016 này, con này thì xe này thuộc dạng là xe độ nha, đi đồng hồ điện tử rồi, đồng hồ COSO rồi, làm máy làm móc cam xăng nồi rồi các kiểu, bình bông mai rồi các kiểu hết anh em ạ. Con này thì nói chung là đầy đủ hết các kiểu, đầy đủ hết. Thì con này giá là 11.500 anh em ơi. Con này là xe nói chung là xe độ rồi anh em ạ. Máy móc thì nó không phải là máy móc rin nữa, mà máy móc là đi độ đi bài rồi, tốc độ nha anh em. Thì anh em tham khảo, độ máy nó lực lắm. Nếu cũng có mấy con thì em tham khảo luôn cho anh em tham khảo thôi. Trong này có mấy con nữa này, trong này có cặp Wenfa, một con thì lốc trắng, một con thì lốc đen đó. Nói chung là xe thì xe rin hết nha, máy là máy rin hết á. Nhưng mà tí em soi cho anh em tham khảo, bây giờ thì em soi cái phần biển số để anh em mình cập nhật xe cả xe rồi giá xe rồi nhận chân nhận đồ luôn. Con 60T9 này nhá, con Wenfa này á, con này 10.500 đấy anh em. Anh em soi nhận chân này, nhận chân sau nhá. Gấp nè. Tại vì xe cũ thì thường thường soi mấy cái đó cho anh em tham khảo luôn, vô bằng luôn. Vì anh em nhiều khi xe cũ sợ mục đồ này kia, nên là cũng soi chi tiết để anh em mình cảm nhận. Ví dụ như anh em ở xa mà anh em kết con xe này con xe kia gì đó thì có thể xem qua hình ảnh thực tế như vậy. Rồi anh em cân nhắc là anh em lên tận cửa hàng luôn, nó dễ cho anh em, nó dễ cho anh em là như vậy. Chứ nhiều khi mình ở xa mà mình trong khi mình tìm kiếm những con này mình lại không thấy thì hết xăng rồi này, bình còn đề còn mà hết xăng, nó là bụp bụp bụp. Máy cũng êm á anh em ạ, nghe mấy tiếng không mà cũng êm. Đây con 39F3 này, 11.500 này, biển số Biên Hòa nhá, 39F3 biển số Biên Hòa 7627, 11.500 biển số Biên Hòa. Ở đô thì có bao nhiêu đây, 50 mấy ngàn nhiều á. Máy còn
cứng anh em nhé, máy còn cứng lắm, máy nghe tiếng còn chắc tiếng nhá, không có bị nhão đồ méo tiếng gì hết. Đấy, xe cộ thì hình ảnh thực tế, giá cả thì công khai niêm yết đầy đủ, anh em chỉ cần xem cảm nhận để đúng con mình tìm, đúng con mình kiếm, tham khảo giá cả ở các cửa hàng khu vực anh em sinh sống hoặc là cửa hàng xung quanh ở gần Biên Hòa Đồng Nai, nếu mà thấy hợp lý ok thì ghé cửa hàng sáng được nha. Đấy, anh em cứ liên hệ theo đầu số là 0983533445, gặp trực tiếp cửa hàng xe máy Hoàng Sáng, gặp trực tiếp chủ cửa hàng nha, đàm phán thương lượng. Đấy, chuyên xe cũ đó để chia sẻ cập nhật với anh em. Ở con RS này 10 triệu này anh em này, 39F6 nhé, 39F5, 39F6, nói chung là thành phố Biên Hòa cuối đời luôn, cuối đời 39F6 luôn, cuối đời 39 luôn đấy. Chung là ở sâu phía trong này thì em mới lâu em mới để máy em test thử thôi, chứ còn ở ngoài kia nó ồn lắm nên em cũng không có test, nghe không có rõ được cái gì hết á. Em quốc lộ xe chạy đông quá mọi người, cái quốc lộ xe ra xe vô tấp nập luôn, nó đông lắm nên là em không test được nhé. Ở phía sâu trong này thì em test cho mọi người nghe. Đây 60V8 này mọi người, 60V8, con này 11 triệu này anh em. Con này thì chất hơn nhá, máy móc đồ có từ trong ra ngoài Euro thì thấp hơn nhá, cứng cáp hơn nữa, thì thấp hơn nữa, con này cũng có 20 mấy ngàn, 11 triệu anh em ha. 11 triệu thì anh em tham khảo trực tiếp. Đây quay S này 10 triệu 500 này, 60V8 này anh em này, xe đẹp lắm anh em ơi. Đây chi tiết cho anh em coi thì nói chung là giá cả thì cũng báo cho anh em tham khảo đầy đủ hết. Quay chi tiết thì thường thường có một số anh em thì cũng có nhiều xe thì em quay đi quay lại, nhưng mà biết sao không, có những người mới họ mới coi video của em lần đầu á, thì em muốn chia sẻ với tất cả mọi người cùng tham khảo lại luôn nha. Đấy, đấy con này thì máy móc là làm rồi nha, nhưng mà đời 26 đời cao anh em ạ. Xe thì đi đồng hồ kỹ thuật số, đồng hồ control đúng không anh em. Đây, đồng hồ control, máy thì bình xăng, bông mai rồi kiểu làm đầy đủ hết rồi. Đấy, anh em mua về là chiến thôi. Đây quen pha anh em này, đây quen pha máy 100 này anh em này, quay pha lốc trắng nha. Đấy quay này quay nhỏ nha anh em, biển số là 61T6, 13 triệu 500, đúng giá khởi điểm anh em ha, 13 triệu 500, con này đời 205 anh em nhé, đời 205, 13 triệu 500, chìa khóa đâu đều rồi, vô bọng là rất là êm giòn nha. Đấy quay pha này, anh em nào mà có nhu cầu mà dọn lấy con này á thì cũng có liên hệ xe máy Hoàng Sáng nhé, liên hệ xe máy Hoàng Sáng dọn nha. Xe để lâu rồi không nổ nên là nó hơi lục bục. Trời ơi, dàn hơi êm ru anh em ạ. Tiếng đúng chất quay quen pha nha anh em. Đúng chất là nó nổ rất là giòn nha, cái dàn bô này nổ rất là giòn luôn anh em. Mà anh em mà đi bánh mông đúng chất là bánh mông mà đi anh em mà đi gọi là đi chợ 1 chợ 2 á, rất là nghe rất là đã luôn anh em, nó giòn mà nó đanh tiếng á. Con này máy móc còn nguyên hết anh em ạ. Giá là 13 triệu 500 thì anh em biết rồi, 13 triệu 500 thì nói chung là tại vì xe cũ á, cái giá cả như vậy 13 triệu 500 là máy móc nó còn hết anh em nhé. Con này máy nó còn á, máy móc còn thế đó, ốc đồ chưa có dấu hiệu chặt bỏ hết rồi, máy cục máy cũng rất là sạch nhé, sạch và đẹp luôn á, từ trong ra ngoài hết anh em ơi. Xe này thì nó thẳng ra mua về dọn lại anh em, dọn lại còn nó chất lắm anh em, dọn với chiếc này anh em keng anh em chạy ra đường người ta nhìn, bây giờ anh em đi với chiếc kia thì nó đâu có bình thường anh em ạ. Hoài niệm về cổ xưa thì nó chất anh em. 3 triệu 500 nhá. Rồi đây còn quen pha lốc đèn nữa là anh em này, thì sẵn thì con này thì cũng mới đề thôi, con này giá cao nha anh em nhá, con này quen pha lốc đen này giá cao lắm đấy nha anh em,
Đấy, nhưng mà biết sao không, máy nó còn nguyên, cục máy nó còn nguyên à, giá nó cao thì cục máy nó còn nguyên anh em ạ. Máy móc mấy cái đầu còn nguyên hết á anh em ơi, bình xăng bình đồ còn nguyên hết, chưa dọn rửa gì hết á, xe mới lấy mà, xe mới lấy anh em ạ. À, xe mới lấy về chưa dọn chưa gì hết đấy. Gắt máy đây còn nguyên hết này, sườn này à, xe này mới lấy về à, chưa dọn rửa gì hết, đầy đủ còn nguyên xi. Nhưng mà sẵn thì cứ quay lên, anh em nào thích thì mộc mạc luôn thì lấy luôn, thì về làm theo ý, còn không thì cửa hàng thì cũng gọi là dặm tút lại một xíu thôi thì thấy thôi, còn máy móc thì để nguyên đấy. Soi thì sẵn đây cửa hàng mở bận ra thì soi lên hết chi tiết luôn, xe chưa dọn rửa gì hết để về quay luôn. Không quan trọng là xe đã dọn hay chưa hay rửa hay chưa, cứ có xe là quay thôi. Con này thì tầm đời cũng tầm lốc đen thì tầm 203 202 thôi mọi người ạ. Bên pha này thì tầm 203 202 thôi, không có đời cao đâu. Hết bình. Nhiều anh em mua về dọn lại nha, sửa sang dọn lại rồi gì cho nó đẹp hơn. Đó. Nhiều anh em hồi xưa họ có cái này họ hư cũ rồi, họ lại muốn dọn lại một cái kỷ niệm anh em. Đấy. Xe này xe nhiều xe anh em mua về dọn kỷ niệm thôi chứ không phải là ấy. W8 nhé, xe thì sang tên nước Trung Quốc. Nên anh em yên tâm về vấn đề tất cả các vấn đề đấy nha. Xe thì hỗ trợ trả góp, sang tên rút gốc đầy đủ. Rồi thì nói chung là cũng em cũng xin kết thúc video và xin cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã quan tâm theo dõi nhé. Thì anh em có nhu cầu gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp bên xe máy Hồng Sáng, chuyên xe cũ giá rẻ nha mọi người, cập nhật tất cả các loại xe tại cửa hàng. Đấy, xe rất nhiều nhé. Đấy, AB là anh em AB FI rồi AB 2010 đầy đủ hết anh em. Thì anh em tham khảo trực tiếp đến cửa hàng nha. Xe AB nó có con này cũng tầm 13-14 triệu anh em ạ. Rồi em đi kết thúc video mà cảm ơn tất cả.